Cả nhà xin chào các bạn. Hôm nay bếp của mẹ Linh làm món bánh bò theo yêu cầu của các bạn nhỏ nha. Thì nguyên liệu mình gồm có là một bịch bột và bánh bò nha cả nhà. Và tiếp theo đó nữa là một bịch sữa tươi không đường và một khoảng 250ml nước cốt dừa và khoảng 300g đường nha cả nhà. Thì để mình tạo màu bánh bò thì mình gồm có là khoảng 10g lá dứa, một củ dừa nhỏ 5g và 10g cà rốt nha cả nhà. Và không thể thiếu đến nữa là khuôn để mình làm bánh bò nha cả nhà. Đây là khuôn giấy bạc để mình làm bánh bò và khuôn nhôm và nữa là đó là dầu để mình thoa vô khuôn nha cả nhà. Và một cây cọ nha. Thì mình chứa khoảng 250ml nước lọc nữa nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi cắt cái bột bánh bò để ra mình ủ cái nhang của nó nha. Cái gói men của nó đây nha cả nhà. Mình sẽ bỏ cái bột qua một bên nha. Mình cho cái gói men vào trong cái chén. Mình sẽ cho bịch sữa vào mình ngâm cái men nha cả nhà. Rồi mình chờ cái men trong vòng 5 phút nha cả nhà. Cái men nha, mình sẽ trộn đều cái men lên. Cả nhà trộn đều cái men lên cho mình nha. Rồi tiếp đến đó, cả nhà cho mình cái sữa vào luôn. Cả nhà trộn đều lên. Cái nước cốt dừa vào nha. Mình sẽ cho ít nước cốt dừa vào. Cả nhà trộn cái đều lên cho cái bột mình nó đều. Cả nhà bạn, giờ cái bột mình nó mịn rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho ủ trong vòng 30 phút. Nếu mà cả nhà muốn nó nở nhiều hơn thì mình ủ trong vòng 1 tiếng nha. Giờ mình sẽ lấy cây lấy tuyết mình ủ lại nha. Mình sẽ đổ nước dừa vô trong cái nồi nha. Cho đường vào luôn nha. Đường vào mình hòa tan nha cả nhà. Cả nhà hòa tan cái đường với cái dừa rồi. Hòa tan cho nó tan cái đường nha. Mình sẽ cho thêm một bọc sữa vào để cho cái sữa nó, cho cái bánh bò của mình nó để bật lửa lên. Nó cho cái dừa nha cả nhà. Giờ cái nước mình là ấm rồi, đường nó cũng tan rồi, mình sẽ tắt cái bếp đi nha cả nhà. Cả nhà ơi, giờ cái bột bánh bao của mình nó nở ra rồi nha cả nhà. Giờ mình sẽ cho cái nước sữa, cái nước đường mà mình nấu á, đỡ nguội á, nó hơi ấm ấm này nè, mình đổ vào á, mình sẽ cho vào nha cả nhà, cho cái nước mình sẽ trộn đều lên, mình hòa tan cái bột bánh bao và cái nước vào nha. Giờ mình quậy xong rồi, bây giờ mình sẽ ủ thêm 30 phút nữa nha, để cho cái bột mình cho nó lên men tí nữa nha. Hey, cả nhà các bạn ơi, giờ cái men mình nó đã nở như này rồi nha cả nhà. Đó, thì cái bột mình nở đẹp chưa? Giờ mình sẽ cho vào hai ống vani nha. Rồi, cả nhà trộn đều cái vani, cái hương vani vào nha. Rồi, đó cái bột bánh bò mình cái này nó nở ngon lắm đó cả nhà.
Hôm nay mình sẽ làm theo yêu cầu của mấy bạn nhỏ. Giờ mình sẽ múc ra trong cái chén nha cả nhà. Múc ra thì mình sẽ pha cái màu vào. Màu củ dền rồi nha. Đây, đây là màu củ dền mình ép lấy nước nha cả nhà. Mình sẽ trộn đều cái bột bánh bao lên. Cho màu cà rốt. Đây, màu cà rốt này mình cũng ép nha cả nhà. Đây cái màu xanh này. Bây giờ mình sẽ cho cái khuôn nha, mình sẽ thoa dầu vô. Thoa dầu vô trong cái khuôn nha cả nhà. Rồi mình bỏ vô cho cái khuôn nó nóng rồi xong mình bỏ bánh nha. Mình sẽ bỏ vào. Và nấu ăn nhiều không? Mình sẽ cho mấy cái khuôn dán nha. Về cái có giờ cái khuôn mình đã nóng rồi nha cả nhà. Giờ mình sẽ cho vào cái trong cái bột á một ít dầu nha. Khoảng nửa muỗng dầu như thế này nha cả nhà. Cho cái bột mình nó bấm. Giờ mình sẽ cho một khuôn một màu nha cả nhà. Rồi mình sẽ cho một muỗng rưỡi. Cái màu tím này mình sẽ cho vào cái khuôn hình cái lá nha. Rồi mình chừa từ hao nó nở nữa nha cả nhà. Mình sẽ cho màu xanh. Màu xanh mình đã có dầu luôn rồi nha. Mình cho màu trắng vào nha cả nhà. Rồi giờ mình sẽ đậy nắp lại để cho cái bánh mình hấp nha, trong vòng 15 phút nha cả nhà. Mẻ bánh bò mình hấp ngon lắm nha nha. Đây mình lấy tăm mình xăm thử ở dưới thử. Là bánh bò mình nó chín rồi nha. Nó còn ướt dưới. Cả nhà ơi, giờ cái bánh bò mình hấp nó ra chín rồi nha. Bây giờ mình sẽ, nó còn hơi nóng nha cả nhà. Mình sẽ lấy đồ mình, cái dao mình khử ra. Đây, cả nhà, bánh bò mình nó nở ra ngon ghê luôn á. Mấy bé sẽ thích lắm nha cả nhà. Màu rất là tươi luôn. Đây, đây cái bánh bò này. Màu rất là tươi luôn. Màu màu của cà rốt này nha cả nhà. Wow.
để đem tắm lên cho mấy bé nè. Bây giờ đang học rồi, mấy bé ra rồi nè, giờ mình sẽ đem bánh lên cho cháu ăn nha. Cô luôn nha. Nè con xách cái bịch này đi. Bịch này nè. Một bịch nè. Cái này là bên lớp chị hai. Đó, cô phát cho. Đó. Hả? Kìa rồi đó. Ờ, con ăn đi. À. Mỗi bạn ba cái á cô. Đây, giờ cô phát bánh cho mấy. Bây giờ mình sẽ xây dựng lớp chị nha. Ngon. Nè. Giờ mình đi xuống lớp chị hai nha. Đây mình sẽ xuống lớp của chị hai nha. Ơi. Con như phát cho mấy bạn ăn luôn nè. Đúng rồi, mày làm chưa còn cho ăn ở đây luôn. Cho mấy mẹ con đi nộp giấy. Mẹ coi mẹ không biết bỏ đủ không. Tụi con ăn thấy sao? Ăn ngon. À. Cái gì à? Không, chắc 10 điểm mà chắc 1000 điểm thôi. Không biết đâu. Ừ, mày phải nói. Chứ mày vừa nói gì nha, mình dặn cho học cái lời. Lớp học này cả nhà. Con kêu mấy bạn, bạn nào chưa ăn thì vô ăn đi. Tụi con ăn xong nhớ đổi cho cô với nha.